ពុទ្ធសាសនាគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសង្គមជាតិដែលតាំងពីដើមមកពុទ្ធសាសនាបានដើរតួជាអ្នកអប់រំផងជាអ្នកដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រផងអញ្ចឹងបណ្ណាល័យនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់រវាងពុទ្ធសាសនាគឺវត្តអារាមជាមួយនឹងសាលារដ្ឋ Bonalai Wat San Tieu ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ Vil ឃុំ ស្រង់ ស្រុក កោង ពិសី ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ កំពុង តែ ទាក់ទាញ សិស្សានុ សិស្ស និង យុវជន ដែល រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ ឲ្យ មក អាន សៀវភៅ និង ធ្វើ ការ សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ ទៅ លើ ចំណេះ ដឹង ទូ ទៅ ផ្សេង ផ្សេង ហើយ ក៏ ជា ផ្នែក មួយ ក្នុង ការ ផ្សារ ភ្ជាប់ រវាង វិស័យ អប់រំ ទៅ នឹង ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា ផង ដែរ អញ្ចឹង ការ បង្កើត បណ្ណាល័យ នេះ គឺ ជា មូល ហេតុ សំខាន់ មួយ cứ chọn ao miền ca tầm nẹt tầm nón rồi viên vọt aram nâng sala nó ngoài bàn chật sần chật thom đá dương thử vô tha put the chạm nâng na chạm nó cứ thử đa tầm tầm khnì hay mà giang bên tiết put sasana bàn ọp rom lơ chật lệ cả nã này ca ru nữ bài bọn này ca ru nữ là này sa lật thoa sùng cung chật giả thoa ca bạ đại bát nâng ca ọp rom xem xén hay thưa ao bị chia put bò để sẵn quạt sáu bài chất có đôi chia sắc sắc nó sắc đại quạt thời châu mà an ấy miên tùng lọt thay muối và sân này riêng ở bằng cá cam bị thi này cá an tế cứ phụ quạt ở an tế hạt ấy đời xa tại cá na bởi riêng không miên là schedule trầm trớ miên cá đặc nom trầm trớ phụ quạt cho bạn chỉ vô pe về liền ta thu rương xem hay là hốt đó pe khác ai chia rương đại không miên bởi giót có thang bạn đã bất tha bản lai mùa ní bác đầm nào ca chứa một chút nắm bố cư chạp bị trong khai mê xa chứa nam bì bố lọc phê một cái đấy có bản lai mùa ní nơi bằng tuôn ai bằng bình nằm rời cá rồi bỏ sơ xa nửa sơ nâng dụ bởi chún đài mưu bọc nón cho mọi anh dịp hơn nơi tí ní bác nở lời bố thá bản lai mùa ní mi tầm hôm tối xong bà rẽ tốc cả ấy nơi bằng tuôn cực cron đài chỉ hai nơi bê đài sơ xa nửa sơ nâng dụ bởi chún cho mọi anh dịp hơn nơi tí ní cứ miên ca cầm lập chùm đuôn đòi khốn nông mùi vến miên mà nụ tài chiến ọp nẹ tại bật nổ sự phơi đại không bằng lại sàn tiêu đi đại ở miền nó cứ về miền này chúc bám này phục vụ đặc sắc chúc bám này cầm nạp ọp rôm rồi có này rót tập ba nên này sơn sơn hay cả bên đấy cứ biên sự phơi thô ọp rôm xem xem tiết địa tôn nâng cao để quân rồi bọn này phải là bay nó không phục vụ đặc sắc nào riêng để ai sự phơi về miền chấm nuôn đôi châu chi pram rồi cái bảo bộ rôm tiền bắt tay bảy độ ខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាអានេះរឿងអានសភើនេះវាអាស្រ័យទៅលើចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់ដែរពេលដែលអាត្មាបង្កើតបណ្ណាល័យនេះហើយទើបដឹងថានៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺពុំសូវមានអ្នកចូលចិត្តអានសភើទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រគឺយើងត្រូវបង្ហាញពួកគាត់ថាការអានសភើគឺជារឿងល្អបំផុតហើយសង្គមជាតិមួយប្រសិនបើមនុស្សជាតិមិនមានការសិក្សាមិនមានការអានគឺសង្គមជាតិហ្នឹងអាចរីកចម្រើនបានគ្រប់វិស័យទាំងអស់ អញ្ចឹងពួកគាត់គឺមានចរិតលក្ខណៈមួយដែលពិសេសគឺគាត់ចូលចិត្តអានសភើដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការអូសទាញហ្នឹងគឺវាអត់មានទៅប្រខិតប្រខំអីទេគឺគ្រាន់តែយើងបង្ហាញថាការអានគឺជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់និស្សិតសម្រាប់សិស្សទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ផងដោយបង្កើតមានភាពស្និទ្ធស្នាលទើបគាត់ ចូលចិត្តអានសភើហើយចំពោះកម្មវិធីនៃការអានគឺយើងបង្កើតក្រុមអ្នកអានប្រចាំសប្តាហ៍ពីព្រោះនេះគឺជាមូលដ្ឋានដំបូងចម្បងបំផុតដែលយើងត្រូវមានហើយក៏ជាស្មារតីមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សិក្សានុសិស្សដទៃទៀតថាយើងគួរតែអានសភើអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបុគ្គលគំរូមិនអញ្ចឹងគឺត្រូវមានបុគ្គលគំរូក្នុងការអានសភើ Vua San Tieu cứ chỉ vọt trong nàng mũi miền ảy dụ ca tăng phí xâm mai ủ đông mô mà lẽ hơi miền tì tàn sự thật nở tôn mục nâng bật thăm được xá nâng ảnh ủ trở lại San Tieu đã miền sơ xa nở sơ chậm nguồn buôn rồi xám sơ bởi mùi nét gặp bông sực xa Sự rạp khá nhóm ca ăn phần chế miền sơ đã xâm khán nạ rồi việc đo nâu chậm nạy đăng thamay đã dương một thơ lọp từ tụ ban bì môn mộc mà giang tiệt ca ăn thơ ở dương ban chậm nạy đăng từ lôm từ liê មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយធ្វើអ្វីមួយចេះថ្លឹងថ្លែងចេះវិនិច្ឆ័យចេះប្រៀបធៀបខ្ញុំចង់ឲ្យបណ្ណាល័យវត្តសែនទាវនេះ
miền ca co sang căn tè thôn tu lý chứng môn nâng miền sư phâu căn tè tràn đâm bay ơi dù bình chôn nâng xa xa nụ xác ban chô tà án nâng xoay nhô bì cùng bì cùng nật thamay thamay nâng bộ bọt xác nâng chết đo sài rô bánh hạp xe xe xin đọc nhóm chọn ai bình đá lại ni miền ca đi chùm ràn tù mốc bụi đâm bay ơi miền khmênh khmênh nâng dù bù vây dù bình chôn xa xa nụ xác ban mô an ở ban căn tè tràn nâng chọn ở miền ca có sang nơi tin đi ở căn tại thôn miền cái làng an miền cái làng tụ đại sư phơi chơi hơn tận tâm nâng ca prang prang đại bằng cát ban là lại đi láng khi mà tham phiệp chưa chịu tha nâng ai ô tiến cả đôi chi học rum non cầm nết phật đô tụm lốp ở bắc chiêu bồ tát cả đôi chi sắc sanh sanh nó không đập bắn chôn đập bắn gì đi ở quạt miền ca sơn lang chỗ chất ca an hơi mà giang bên tiết miền tại ca an tê đại ai thưa ao dương ri chấm rán khang phụ này nọt cầm đất bàn ca na bảy dương ri chấm rán phụ này nọt cầm đất nút cư chia sập hẹn mình cột bật bọc cát khăn ông khô xá chia sập hẹn mình cột bật bọc cát khăn ông sập công chiết chiết đi